gì đâu ba, bị bó gì đâu mà người quay gì vậy hả? Ok, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có rủ một cô Tùng đó vô quay clip mà nó hẹn mình từ 8 giờ tới giờ luôn, chưa thấy mặt mũi đâu hết. Bây giờ nè là 11 giờ 14 phút luôn, chưa thấy mặt nó đâu đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi điện cho nó để thử coi nó đang làm gì ở nhà. Bật loa lên cho anh em nghe nè. Rồi sao, giờ có quay không? Giờ quay hả? Quay thì làm gì hẹn hoài mày? Giờ mấy giờ ta? Mày coi đồng hồ mấy giờ? Mấy 11 giờ, giờ quay quay, giờ mày ra nhà tao đi. Tối địa điểm đi. Nè, giờ quay liền nè. Mẹ, hói hói, đá đầu gì vậy? Ok, anh em thấy không? Thấy cách nó nói chuyện không? Đã nó trễ giờ mà bây giờ nó còn hối mình á. Cãi nó dữ lắm rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi thực hiện miệng trói mình thôi. Mời anh em theo mình nha. Let's go. Ok anh em, thì bây giờ mình đang trên đường ra nhà của một cô Tùng nha. Giờ mình đang trên đường đi, mình kiếm cái gì mình cho nó luôn. Ok anh em. Mình suy nghĩ à, mình thấy bên kia có bán dừa. Thì hôm nay mình sẽ cho nó phần, cho nó uống dừa với nước giấm nè. Mình chế nước giấm vô dừa cho nó uống. Ok, để mình ghé qua mình mua dừa. Bán đồ cô ơi. Lấy cho em 3 trái dừa. Dạ dừa đó đó, dừa đỏ đỏ đó cũng được. Dừa uống á, dừa để uống. Chặt ra chừa cái lỗ về nhà hãy phun. Cho em gửi tiền. Ok, dừa mình có rồi, bây giờ mình đi mua giấm nha. Lần này là mình cay nó dữ lắm rồi. Nghĩ sao nó vô chảy, nó không chịu vô, mà bây giờ nó còn hối mình chạy ra nhà nữa. Nghĩ coi nóng không. Lần này là mình cho nó chết luôn. Ok, mình tới tập quá rồi, giờ mình mua giấm nha anh em. Màn trâu này cực gắt á. Anh em đón xem coi phản ứng nó như thế nào nha. Có bán giấm không cô? Giấm á? Có, giấm nuôi. Dạ, giấm, giấm nuôi á. Dạ, lấy con trai. Dạ, cái này là camera á cô. Camera hành trình á. Dạ. À, thì mình gắn tin đó thì mình quay được nhiều cảnh bự hơn. Dạ dạ. Nhưng mà cái này dạ. Nhưng mà cái này tụi con làm vlog đăng tin YouTube á. Dạ.
Ok anh em, mình cũng gần vô tới nhà nó rồi nha. Đây ra. À. Hiện giờ mình đã chuẩn bị trái dừa rồi nha. Mình uống hết luôn. Mình uống hết, mình uống nửa trái thôi, không uống hết đâu. Xong rồi mình chế giấm vô. Không biết thực hiện màn cho này có thành công không nữa. Dừa ngọt dữ à. Ok. Để mình lấy cái này cho nó bị bị ra chứ. Ừ, chua vậy mẹ. Ok nha anh em ơi. Mình phải dựng lại hiện trường y vậy nha. Mấy bạn cứ đón chờ xem phản ứng của nó như thế nào nha. Ok, còn bây giờ thì let's go. Ok anh em, giờ mình vô nhà nó mình đặt máy quay lén nha. Quay luôn làm gì hả? Giờ mày quay luôn. 2 giờ trưa mày không cho tao uống nước hay gì? Ok anh em. Nó ăn ói, nó đen ói rồi anh em ơi. Ba tắt, tắt liền. Tắt. Ok anh em thấy màn chôn của mình hay thì cho anh em mình một like, một share và một subscribe nha. Chứ bị tắt bị share nữa hả? Bây giờ nó đang rất là hưng phấn nè anh em ơi. Ok, tạm biệt anh em nha.